chào cô chú anh chị các bạn ha. Có một đời voi vừa bên trong để đến nhà chị Loan cô chú anh chị các bạn. Bye buồn, anh sẽ đi chơi nha cô chú anh chị. Dẫn bà Hải mẹ Loan nè, dẫn với Buôn đi khám bệnh nha cả nhà. Rồi Buôn cảm rồi, nãy giờ Buôn nói Buôn cảm rồi, Buôn ngồi á, Buôn không có giỡn, không có nhảy được. Giờ là bà Hải dẫn Buôn đi khám cả nhà. Buôn đi rồi cả nhà ơi, thương ghê luôn. Bác chị ơi Buôn. Đi xe này. Bà Hải thôi cả nhà. Chánh ăn cơm đi chánh. Ồ, giờ mày chưa ăn cơm nữa hả? Thôi dạ. Thường thường làm những người lớn tuổi ở nhà thấy công việc nào làm mà làm chưa xong mà chưa ăn cơm được nè. Làm mà làm cho xong rồi ăn cơm mới ngon. Tiếp hàng quá cho mẹ luôn. Thật sự là biết chỉnh chu cái sản phẩm lại ha, quá là giỏi luôn. Hôm nay tại cái đường này chị xem phần quay của chị Hải Loan, sẽ là chị lại chị Loan.
Mệt không có nói gì nữa. Của chú anh chị thì nói chung là shop của chị Hồng Loan là mở cửa từ 8 giờ đến 11 giờ cả nhà. Đây là chị shop của chị Hồng Loan cả nhà. Chị Hồng Loan có một công ty riêng của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư và phát triển của chú anh chị Hồng Loan. Mọi số thế là 0318 1881 39349 cả nhà. Còn shop của chị Hồng Loan là shop Hồng Loan, ngân hàng MB Bank Võ Thị Hồng Loan và 1958 và 5 số 9 nha cả nhà. Số điện thoại của chị Loan là 0819819 87 của chú anh chị các bạn. Một số điện thoại khác là 0363 324 687, 0528 846 049 của chú anh chị liên hệ đến shop Hồng Loan để đặt hàng trước cho chú anh chị. Của chú anh chị yêu mến chị Hồng Loan thì ủng hộ chị Loan cả nhà. Cô chú anh chị mình mua hàng đó, mình cảm thấy ăn ngon thì mình cô chú anh chị mình giới thiệu theo bà con ở gần hàng xóm để đến đây để biết địa điểm đến đây để mua đồ ủng hộ cho chị Hồng Loan nha cô chú anh chị. Thì tối hôm nay chị 8 giờ tối hôm nay chị Loan sẽ lay xin lên fanpage nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị biết được thông tin nhà cô chú anh chị hay ghé qua đó mà xin ủng hộ chị Loan ha. Nhớ mua mặt hàng cho chị Loan cô chú. Bây giờ thì trời cũng rất là tối rồi cô chú chị. Hồi nãy thì anh Hải chở bé Bun đi khám bệnh. Nói chung là bé hôm bé Bun cũng chưa bớt hơn cả nhà, bởi vì còn bé Bun còn ho mệt người. Bé Bun nó ghê, con mệt con không có nhảy được cả nhà, cho nên là bé Bun cũng chia sẻ vui và hài hước hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình yêu mến Tiên Ngư Miền, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo cô chú anh chị. Cho Tiên Ngư Miền có thêm cái động lực, Tiên Ngư Miền sẽ cập nhật cho chú anh chị xem những video hay đầy chất lượng cả nhà. Thôi lần nữa em chúc cô chú anh chị mà buổi tối thật vui vẻ bình an, gặp nhiều may mắn ha. Hẹn cô chú anh chị video sau ha.